Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn Sài Gòn chiều hôm nay ngày 17 tháng 12 năm 2021. Chúc mừng anh chị và các bạn, đó là cây cầu Rạch Tôm, cầu sắt nối liền giữa Nhà Bè với lại Long An, qua bên kia là thuộc Cần Giuộc rồi đó. Cần Giuộc Long An. Và chiều hôm nay thì em có việc đi ở khu vực Tân Đức, Nhà Bè này giáp ranh với Long An, thì bây giờ đang trên đường đi về, sẵn tiện quay vài ảnh ở trên con đường Lê Văn Lương để bà con cô bác xem ở khu vực huyện Nhà Bè ngày hôm nay như thế nào ha. Ngay dốc cầu bên khu vực Nhân Đức nè, có quán cà phê ven sông, rồi khu vực chợ rất là nhộn nhịp, rất là đông vui. Đây là quán cà phê nè, hai bên bên trái và bên phải khi mà xuống cầu á, thì khi mà qua cầu á, thì chúng ta thấy có hai quán nằm ven sông, nhìn thấy rất là mát mẻ, thanh bình. Và đặc biệt con đường này có một cái kiểu bán giống như chợ vậy đó, chợ ven đường á, rất là nhiều người bán luôn, rau củ quả, cá thịt, rồi trái cây ô đủ thứ hết trơn, cái gì cũng có hết trơn á. Đây là thuộc địa phận Sài Gòn rồi nè. Và bây giờ mình sẽ xuất phát từ cầu Rạch Dơi để đi về quận Nhất, đi ngang qua các ngôi chợ ven đường. Ở đây thì mình thấy bán rất là nhiều các loại hải sản, rồi thịt cá, tôm, cua, rồi bên trong nhà lẫn ở ngoài đường. Có quần áo, rồi vật liệu xây dựng, rồi rất là nhiều. Và con đường này, khi mà đi con đường này, chúng ta cảm thấy nó rất là thanh bình, cũng như đậm chất của một vùng quê. Mà ở Sài Gòn, ở các quận khác không có cái không khí này, không có cái khung cảnh này. Thế này thì không có nhiều nhà cao tầng, cũng không có nhiều nhà lầu. Cuộc sống buổi chiều chúng ta thấy rất là yên ngã. Đây có chỗ bán cây kiểng, người ta bán ở dưới ghe đó, người ta mang lên cái chỗ gọi là bến để bán. Đây có trường tiểu học Lê Văn Lương nè, rất là lớn, chắc có lẽ là mới xây sau này. Đây thuộc huyện chứ chưa có lên quận. Từ từ khi mà cơ sở hạ tầng ở đây phát triển nhiều hơn thì sẽ cấp quận, giờ là cấp huyện, huyện xã ấp. Dưới huyện thì có xã, dưới xã thì có ấp. Và phía bên cánh trái và đó là khu vực Nghĩa Trang Nhân Đức. Ở đây thì mình thấy cái khung cảnh của nó rộng rãi, thoáng mát. Khi mà qua tới đây thì cái không khí nó khác với ở bên quận 7 nha. Khi mà quận 7 bước qua đây, khi mà qua tới ranh giới đây rồi thì lại cái không gian nó, không khí nó mát mẻ liền. Còn ở quận 4 mà qua cầu Kinh Tẻ qua quận 7 còn khác nữa. Nó giống như theo cấp bậc vậy đó. Ở đây có đường cao tốc nè, cao tốc nối liền Long Thành với Trung Lương luôn á. Nhưng mà đang hoàn thành chứ chưa có đi vào sử dụng. Hôm nay chúng ta sẽ đi một đoạn thôi ha, một đoạn đường Lê Văn Lương này thôi. Tại vì con đường này nó rất là dài, nó dài cũng tương đương xem với đường Phạm Thế Hiển á. Cái này cũng phải 2/3 Phạm Thế Hiển, đây số 1900 mấy nè. Phạm Thế Hiển thì 3000 mấy á. Đây là số 1896 đường Lê Văn Lương, huyện Nhân Đức.
Ủa, xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè. Đó, hai bên đường cũng thấy bán rau cải, bán cá, đặc biệt là bán rất nhiều cá. Ở đây chắc gần với sông Hồ, sông nên thành ra cá nhiều. Ở đây là đường Ngô Quang Thấm. Chắc đi thẳng hướng này là đi ra ngoài đường Nguyễn Quang Thọ quá. Ô, Nguyễn Hữu Thọ. À, khi mà đi con đường này mình thích nhất là cái những cái sản vật ở đây người ta đánh bắt được á, người ta đem ra bán, có ít có nhiều gì người ta cũng bán. Nhiều khi có người bán có mấy con cá, có người bán có vài bó rau nữa. Như ở đây có cô bán rau muống nè, rau muống đồng, Ăn thì cho đồng, mấy cho đồng về ăn một cái, một cái về ăn rau muống nhiêu bó vậy con? 5 ngàn. Rồi bán con hai bó đi Mấy hả? cho đồng đi, mấy cho đồng về ăn một cái, một cái về ăn. Ủa rồi rau rau gì? Cái này rau gì quên rồi. Nhãn lồng. Nhãn lồng à, như như một Hai bịch vậy cái bịch đó cho lấy đồng hơn đi, hả? mười Nhãn ngàn bịch. lấy con một bịch đi hả? Một cái về ăn. Dạ. Nhiêu tiền con? 20 ngàn. Hai mày cho đồng đi, mày cho đồng 10 ngàn một cái, một cái 10 ngàn. À, anh chị đợi một xíu Hai mày nha. cho đồng đi, mày cho đồng 10 Mua ngàn một cái, cả giả. một cái 10 ngàn. Gửi tiền coi. À, Hai cái bông mày súng nó cho bán đồng sao vậy đi, con? mày mày lận cho hả? đồng 10 Nhà ngàn bán con một lọn hay có cái bông một á? cái 10 Ủa ngàn. cái bông ăn được không con? Cho bông ăn được. Không được hả? Hai mày cho đồng đi, Mà về nấu canh mày chua cho ha? đồng 10 ngàn một cái, À, một canh cái chua với rau 10 muống ngàn. này. Ủa rau muống này là ở ngoài sông á con? Hồi đó là lâu lắm mới Hai thấy mày này. cho đồng đi, mày cho đồng 10 Rồi, cảm ngàn ơn. một cái, một cái 10 ngàn. Hai mày cho đồng đi, mày cho đồng 10 ngàn một cái, Dạ, rồi. một cái 10 ngàn. Hai mày cho đồng đi. À, rồi chúng ta tiếp tục nha. Ở đây thích nhất là như vậy. Cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó không có ồn ào, cũng không có quá căng thẳng. Mỗi buổi chiều chiều ngồi ngồi quán cà phê ngắm dòng sông rồi, hoặc là đi bữa nào mà muốn có các món ngon đơn giản thì chèo ghe ra sông câu, hoặc là giăng lưới, hoặc là rau thì có sẵn rau một dại ở khu này rất là nhiều. Ở khu này cũng còn đất trống với đồng ruộng, lại dừa nước đồ rất là nhiều ở đây nữa. Nên thành ra cuộc sống ở đây mỗi ngày trôi qua rất là yên ả, rất là nhẹ nhàng, không có gì hối hả. Ở đây đa phần là người dân làm công nhân ở trong khu công nghiệp Long Hậu, nên mình thấy cái đây bán cái gì cũng bình dân. Một bó rau muống 5 ngàn, bó rau gì rau bông súng cũng 5 ngàn. Bông súng này cũng là bông súng tự nhiên chứ cũng đâu ai ít ai trồng lắm. Lâu lâu ăn món dân dã cho mình thấy cuộc sống này đâu đó vẫn còn cái sự đơn giản. Chứ nhiều khi ăn những cái món cầu kỳ đủ gia vị hết thì tiếc rồi, cũng ngán. Ở đây các bạn trẻ chiều chiều đi chơi thì chắc có lẽ là đi uống quán cà phê. Ở đây cũng có mấy quán cà phê lớn lớn. Đất đai ở đây thì chắc có lẽ là giá cũng cao á. Thấy có nhiều khu đang làm đường đó. Hồi xưa thì rẻ chứ bây giờ đất ở đâu cũng mắc. Trước mặt chúng ta đó là cây cầu sắt nữa. Hồi nãy là cầu rạch tôm đúng không? Bây giờ là cầu ô nãy cầu rạch dơi, bây giờ là cầu rạch tôm nè. Ở khu vực này có bán chuối đu đủ,
vừa mỗi lần đi qua cây cầu này là nghe rầm 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 rầm. Sắp tới thì những cây cầu này cũng sẽ đi vào quên lãng, tại vì cũng có nhiều cây cầu cũng đang trong quá trình xây dựng, có những cây cầu đang làm móng đồ hết rồi, chỉ còn bề mặt cầu nữa là xong. Con đường này mình đi thấy rất là thoải mái ha, không có nhiều xe cộ, mà hai bên đường lại trống trải nữa. Mít Thái bao ngọt bao giòn 6.000 một ký. Nguyên con đường mình thấy bán đủ đồ hết trơn luôn ha. Ở đây bán dừa nè, rồi bên đây bán quần áo nữa nè, bán ở đây nó giống như chợ vậy đó. Một con đường có ngôi chợ ven ven đường. Chút nữa nói con đường có ngôi chợ ven sông rồi. Một ngôi chợ kéo dài từ đầu đường tới cuối đường luôn, cho tới cuối đường là đường ở tới giao lộ Lê Văn Lương với lại Nguyễn Văn Linh, là chợ Phước Kiển ngay đó, ở Tân Kiển chứ hả, Tân Kiển Phước Kiển, chợ Phước Kiển ngay khu đường Đào Sư Tích đó. Buổi chiều khi mà cuộc sống ở đây buổi chiều mà không biết ăn gì thì hoặc là đi đánh bắt hoặc là đi ra con đường Lê Văn Lương này, đi một đoạn thôi là có bán cá, bán ốc, bán rau, bán củ, giống như cô nãy bán mấy rau mà cô hái được á, một bó một bịch nhỏ nhỏ vậy cũng được 5.000 10.000 ngày, chịu khó đi cắt vòng vòng ở đây chắc nó mọc cũng nhiều, có điều hơi cực thôi, chỉ có vài chục ngàn thôi cũng đủ sống rồi. Nếu không có nhu cầu gì cao hơn, rau đổi lấy thịt. Bên đây có đất trống nhưng mà có chủ rồi. Đây là số 1.600 mấy Lê Văn Lương đó. Đất ở đây ngày xưa chắc rất là nhiều lau sậy, ngày nay mình thấy vẫn còn lau sậy nè, ở trong kia quá trời lau sậy luôn, nguyên một vùng lau sậy. Ngay đây là giao lộ đường Nguyễn Bình, giao lộ Nguyễn Bình nè. Sắp tới là cầu Long Kiển. Con đường Lê Văn Lương này, khi mà những ngày nước lên á, thì nó sẽ bị ngập. Cái hướng Nam Sài Gòn này thì rất là dễ ngập, mà được cái không có kẹt xe. Còn hướng Đông ở Sài Gòn, hướng Tây Bắc á, Tây Bắc ở Củ Chi á, thì kẹt xe, nhưng mà ở đó là không có ngập. Bởi vậy không có ở đâu là hoàn hảo hết ha. Ở đây chúng ta thấy có một khu, không biết sao mà ở đây ít nhà, mà nhà ở đây thì còn nhà lá nữa nè, còn những hình ảnh nhà lá giữa lòng Sài Gòn, không phải giữa lòng Sài Gòn mà vùng ven Sài Gòn. Chắc là rau muống hồi nãy là người ta cắt ở đây nè, rau muống một dài ven những cái con rạch. Những con rạch ở đây thì còn phù sa, còn sạch, chứ những con rạch ở trong trung tâm Sài Gòn ở các quận thì hầu như là nó đen ngòm, nên đâu có rau nào sống nổi. Và
bên đường có bán tôm nữa. Đó, đi con đường này thấy cái gì cũng muốn mua hết trơn, rau cá, đặc biệt là những con cá nha, nó làm cho mình bắt mắt, nhưng mà không biết là cá nuôi hay là cá đồng hay cá sông thiệt. Nhưng mà khi mà ăn rồi mới biết, tại vì mình chưa mua lần nào cũng không có rõ. Ở phía sau những dãy nhà này là khu đất trống, lau sậy rất là nhiều. Đây bán cây kiện, cây dông. Ở quần sọt 20.000, ở quần 10.000 nữa. 10.000 cái quần, 20.000 cái quần, tùy loại ha. Rẻ quá trời rẻ. Khi mà có tiền thì mua mấy miếng đất ở đây để dành. Sau này khi mà ở đây cầu đường được xong hết rồi thì chắc có lẽ là rất là đẹp. Ở đây bây giờ cũng còn hơi vùng ven, còn hơi đậm chất vùng quê. Ở đây là cầu Long Kiển nè, cầu Long Kiển chuẩn bị xây xong rồi đó. Cái nền móng này xong hết rồi, nhưng mà có vẻ là ở khu vực này chưa có giải tỏa xong hết, chưa có xong việc đền bù á, nên thành ra còn ngổn ngang, thấy không thấy công nhân, cũng không thấy làm việc nữa. Ở bên đường người ta bán cá nè, cá tra. Không biết là cá nuôi hay là cá ngoài sông. Mình qua thêm một cây cầu sắt nữa nha. Mỗi lần đi qua cầu này là râm 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 râm. Cầu nào cũng vậy á. Nhưng mà rất là bền theo thời gian, biết bao nhiêu năm rồi vẫn còn sử dụng được. Cầu xe hơi qua cũng vừa nữa, xe hơi cũng được phép đi cầu đó nữa. Tới đây cũng là khu vực chợ nữa nè. Bên đây là Phước Kiển, xã Phước Kiển, Long Kiển, Phước Kiển, Nhân Đức, Long Hậu. Đây là trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Quỳ. Ngày nay thì do là dịch bệnh nên là các trường học, các em nhỏ thì chưa có đi học. Hôm nay mình đi một đoạn đường này thôi hả? Chứ đi cuối đường nữa thì nó rất là dài luôn á. Con đường này rất là xa. Lâu lâu mình đi một đoạn để chị và các bạn xem đổi không khí, đổi quang cảnh, đổi lấy những hình ảnh choáng ngợp của Sài Gòn. Qua mình nhìn những cái cây xanh thế này, khu vực vùng ven Sài Gòn để mình thấy nó thoáng hơn, dễ thở hơn. Ở đây còn những nhà lá nó mới ghê chứ. Nhưng mà nhà lá lúc mùa nóng thì rất là mát. Chỉ sợ lúc mưa nó dễ bị dột thôi. Mình đi mới có nửa đường thôi á, còn nửa đường nữa mới tới Nguyễn Văn Linh luôn. Con đường này rất là dài. Ở bên phải mình là đường Nguyễn Hữu Lầu, Phạm Hữu Lầu. Phạm Hữu Lầu đi ra ngoài Nguyễn Hữu Thọ đó. Con đường Nguyễn Hữu Thọ song song với Lê Văn Lương này.
cũng là một trong những con đường đi đến huyện Nhà Bè, một trong những trục đường chính. Ở đây là cầu Ông Bốn. Ở bên đường người ta bán cá, bán chuối, nguyên cái rạch dừa nước luôn nè, quá trời luôn. Dừa nước nó phủ kín con rạch luôn, do bây giờ không có còn sử dụng các phương tiện tàu bè là chính, nên thành ra cái con rạch bây giờ nó cũng dần dần nó cũng bị lấp bởi cây cỏ. Giờ là đi phương tiện đường bộ là chính, chứ hồi xưa là chèo thuyền đồ đi không à. Ít đường, bây giờ nhiều đường rồi, đường xá bây giờ dày đặc, xong ngồi thì giảm dần, nên thành ra dễ xảy ra cái tình trạng nước ngập. Em xem ở đây là khu Phước Kiển. Đó, đi tới xíu nữa có chợ. Thôi sẵn đi mình đi cho nó trọn vẹn con đường Lê Văn Lương luôn ha, chứ đi giữa chừng này, gần thì cũng hơi thiếu gì á. Đi cho bà con thấy chọn con đường này ở đoạn Nhà Bè này. Lê Văn Lương ở bên khi mà qua Nguyễn Văn Linh á là bên đó thuộc quận 7, còn ở bên đây là Nhà Bè. Bây giờ là 5 giờ chiều, thời gian trôi qua lẹ ghê, đi quay là tới chiều. Tối về chơi đồng xíu đi ngủ. Thường thì ban ngày buổi sáng thì em ở nhà với Đồng để cho Đồng học phụ học lớp 1, rồi sáng anh đi làm sớm rồi tối 6 bây giờ mới về, rồi 8-9 giờ là bắt đầu chuẩn bị ngủ rồi. Cuộc sống bắt đầu một ngày mới là 6 giờ sáng. Một ngày như vậy thôi, một ngày trôi qua ngày, từ lúc Đồng 1 tuổi, giờ là 6 tuổi rồi, thời gian qua lẹ thôi ha. 2 năm liền chúng ta bị cái dịch bệnh, bị dịch Covid này hoành hành, nên có rất nhiều của chú anh chị cũng không có về Sài Gòn. Thành ra những hình ảnh này hy vọng là sẽ gửi một chút gì đó của Sài Gòn đến với của chú anh chị, để mình thấy Sài Gòn nó gần hơn với chúng ta thông qua cái màn ảnh nhỏ này. Nội dung đường phố này thì không có rộng khán giả, không phải ai cũng xem, nên thành ra cái lượng người xem cũng hơi ít. Nhưng mà cái thời gian xem nó lại dài. Thì hôm nay em cũng cảm ơn đến toàn thể của chú anh chị đã luôn quan tâm theo dõi, đặc biệt là dành rất nhiều tình cảm cho các clip của Vlam TV. Tuy lượt xem không nhiều nhưng mà cái tình cảm của anh chị và các bạn dành cho những cái clip thế này nó rất là lớn. Nên thật ra những cái comment của cô chú anh chị đó là cái động lực để em tiếp tục thực hiện những cái clip vòng quanh Sài Gòn, thăm những khu xóm, những khu vực mà cô chú anh chị đã từng sinh ra và lớn lên. Chị nghe một tiếng gọi là gì ta, lo phường á.
ở quê là chiều chiều khoảng 4:30 5 giờ là nghe tiếng đài phát thanh nè. Có nhiều người đó con ma cột đèn khuya là phát 4:30 chiều 5:40 gì đó, lâu quá không có nghe. Cái clip này nó cũng hơi là dài ha, chúng ta đi từ đầu đường tới cuối đường luôn, từ ranh giới Sài Gòn với Long An cho tới ranh giới Nhà Bè với quận 7, đi một chục đường. Mấy bữa đi con đường Đào Sư Tích bên đây nè, đi vô khu xóm. Hôm nay thì chúng ta đi Lê Văn Lương, ở đây ngã ba Đào Sư Tích nè, ở đây chợ Phước Kiển, đông lắm. Con đường Đào Sư Tích đây, thẳng đường Đào Sư Tích là ra ngoài cái bến phà đó, cuối đường luôn, cũng huyện Nhân Đức, ở xã Nhân Đức luôn, anh cứ lộn xã với huyện hoài. Tới đây là bắt đầu nhộn nhịp và đông đúc rồi đó, là chợ chiều mà. Mực cua, tôm, cá. Nãy là bán rải rác, bán rải rác trên đường, và bây giờ là bán dày đặc luôn. Cá rô phi, rồi thịt gà. Bên đây là khu vực chợ tạm chợ Phước Kiển. Không biết chợ chính là đang xây dựng hay sao. Hai bên đường thấy đông ra chưa. Không thấy ông nguyên con đường luôn. Mua gì cũng có luôn. Ở Sài Gòn thì mỗi con đường nó có mỗi cái đặc trưng ha. Như con đường này thì bán thực phẩm, bán rau cải. Ai đi làm về khi mà đi ngang con đường này cũng phải đi từ từ rồi ngắm nghía rồi có gì mua không. Chiên xù rồi. Chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Lâm TV và hình ảnh ở con đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè. Bây giờ mình qua cái phần quẹo phải để ra con đường Nguyễn Hữu Thọ là mình sẽ đi qua bên quận 7 rồi. Video clip xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin chúc anh chị và các bạn
lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt là có mùa Noel thật là ấm áp, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Vài hình ảnh ở vùng quê để mình thấy Sài Gòn nó lúc nào cũng ở gần với chúng ta mỗi ngày ha, để mình thấy cuộc sống nó luôn tươi đẹp. Đâu đó vẫn còn vùng quê rồi cũng còn cái gì đó rất đơn giản, cuộc sống không cần phải cầu kỳ, vẫn vui. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.